tình. Xin Tam Bảo hộ trì, nguyện chúng con kiên cố nghị lực và hùng tâm, giữ năm giới thanh tịnh. Giới thứ nhất xin nguyện trọn đời không sát sinh, từ mạng sống con người đến côn trùng nhỏ bé, không tự thân mình giết, không xuôi bạo người giết, không vui theo sự giết, luôn bảo vệ sinh linh. Giới thứ hai xin nguyện trọn đời không trộm cắp, từ vật dụng tài sản đến ngọn cỏ cây sở hữu của người, không manh tâm chiếm đoạt, và luôn luôn tôn trọng của người như của mình. Giới thứ ba xin nguyện trọn đời không tà dâm, trọn đời không tháng loạn, giữ thân tâm thanh tịnh, không đam mê sắc dục, giữ mái ấm gia đình, luôn bảo vệ che chở hạnh phúc người và mình. Chân thật hòa ái và từ bi, giới thứ năm xin nguyện trọn đời không rượu chè, cùng cáo thư độc hại gây mê muội thân tâm, nghiệp đạo điên đều do đây mà sinh, không muốn gây nghiệp tội chúng con nguyện tránh xa. Xin Tam Bảo hộ trì, nguyện chúng con kiên cố nghị lực và hùng tâm, giữ năm giới thanh tịnh. Xin nguyện làm người tốt, đời đời gieo duyên lành, sinh ra gặp pháp Phật, tu chứng quả Bồ Đề. Xin nguyện làm người tốt, đời đời gieo duyên lành, sinh ra gặp pháp Phật, tu chứng quả Bồ Đề.